thử ơi, không phải khóa phòng à? Không phải khóa. Tiền đâu có mỗi bộ quần áo. Tiền người ta mang hết đi. Ơ trời, bà Thủy đang đòi lại bà Chuyên này, ông Thành chết rồi bà. À. Mình buồn quá. Buồn quá, chả anh nào ngủ mình, nó cứ tranh nhau hết rồi. Thành bớt ta một đứa nhá. Con gái. Ai bác bà? Mẹ hai thằng bè chết mẹ. Mẹ hai thằng một thằng ngực một thằng đè chết mẹ. Chết mẹ nhá, chết mẹ. Đấy, nói mà đấy, em lại bênh này bà chết mẹ đấy. Cô về đấy bênh chứ hoặc. Cô đi. Đấy. Cái này ra đến em là lúc nào chả thể. Cái thằng răng này nó mất gần tiếng rồi. Lần nào lên là 50 cân xuống lại 48. Đấy, còn biết được nhanh. Cái con nó bảnh một ít mà. Không. Anh thử. Alo. Đi. Cô có bao nhiêu là bao nhiêu? Ngồi đây. Đi quay bàn ngược. Nào, quay bàn.
ai đi thuyền và ai cũng đi bao giờ ai sẽ ngồi quay mặt ngược lên ngồi quay mặt ngược lên ngồi quay vào trong đây này. Hết. Thuyền to mà. Cái này chính quan trọng nhất cái đèn chính người. Chính người, chính quan. Sen rồi bây giờ thao nay chim đi. Kia đoạn dài đoạn này thì là mình mới hát. Quay một tí đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vào ít đi thôi. Anh Diệu ơi. Đấy, chuyển loa ra đầu này. Cảm ơn. Chuyển sang đầu này. Em hứa bao điều mãi đời chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên. Em quên câu yêu thương, bao năm xa quê hương, nay lại về sắp son câu thề. Cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng hò ai nghe buồn yêu. Mà đi xa quê hương, mang trong tim mình thương hiền linh nơ, thiết tha hôm lòng mà giờ đây như bước qua cầu. Ôi đỏ đỏ đôi mắt cao cao, đỏ đi
chị có gì không? Đấy, ô dù hú nón ngoài nhạy đẹp lắm. Ô dù hú nón quần áo trẻ em không phải đối 39.000 đồng lại. 39.000 đồng sản phẩm anh chị có gì không? Cảm ơn anh em quán trên người gửi. Duy nhất buổi trưa ngày hôm nay bán xả là ô dù hú nón 39.000 đồng lại. 39.000 đồng sản phẩm anh chị có gì không? Đứng đây nhá, để tôi phát vé nhá. Cái gì mà không mang đi hoa nhà lắm. Cái gì mà nặng đi gửi quán đây. Cái gì mà nó trẻ không nhớ quán hoa nhà đi nhá. Cái gì mà chưa cũng về quán này này. Không, chiều. À, nếu mà chưa mà không muốn đi nữa thì về thôi. Dạ. Đi đấy rồi, chỉ cái này ai xuống trước thì đến quán hoa nhài này, chỗ đây quê, đây hoa nhài đây. Lấy vào mua một cái và đưa cho anh 39.000 đồng thôi. Vâng, vâng. To nhỏ lớn bé 39.000 đồng thôi. Đấy và làm cái mũ ở đây 39.000 đồng thôi. Mũ nón 39.000 đồng thôi. Xả hàng, xả hàng. Xả hàng, xả hàng.
Lấy cái này xong rồi mới đăng ký được. Không ra thì cứ xuống nó phải xuống đây.
trăm mấy thì con mạng, nếu cục mạng của Huawei thì nó bền mà tốt lắm, nhưng mà của Huawei thì có lúc khó lúc không, chứ còn những cái cục mạng như ngày xưa nhìn hỏng lắm. Không, cái này lúc thì nó có hàng, lúc thì không có hàng, cái đấy nó ít hàng, chứ không phải là lúc có mạng lúc không. Hôm nào anh, hôm nào anh đưa cho cái của anh mà dùng tạm. Ngày xưa đi bằng cái như này nhỉ? À thế à? Mua cho người khác. Mua cho người khác thì mua cái loại không có nguồn ấy, cắm thẳng vào USB, cắm vào cục sạc dự phòng hoặc cắm vào USB nó mới có điện cũng được. Không, như cái kia là nó không có pin, có nghĩa là rút ra là nó mất. Cái mua cái loại đấy nó rẻ. Cái của sáng á, cái của sáng là nó mua mà. Đấy. Nó làm cái gì mà mày? Lọc bao tiền mắc lại tiền Thank you.
đáy trước lộn vào quy định. Đây là tổng công ty cổ phần Cáp Treo, là nhà sản xuất trực tiếp bánh chè La Tươi, bánh cả bánh của ngoài. Em mời chị các thầy con. Hôm nay công ty vẫn làm ra hàng tạo bánh chè La Tươi, bánh của ngoài, và công ty vẫn đã được quảng cáo ngay lần 10.000 đồng một gói, đưa 5 gói, tặng hết 3 gói. Đã bỏ không đẹp lại hết. Mà Huyên đã đi máy bay rồi. Có thể ngủ tài cả. Xinh đẹp đấy. Lên cao đấy. Lên cao đấy. Lên cao đấy. Sao phải đi ngồi bên đấy?
Cô chú anh chị ơi, hôm qua cái nhập cảnh nhập này, chú anh chị ơi. Và tới cổng chùa hoa tươi chăm lễ bà chùa này cô ơi. Và những hương hoa chăm lễ bà chùa đi các bác ơi. Anh đưa tiền về thì là tiền hạn gì? Đi anh chị, anh chị bỏ cô kìa. Rồi rồi, các bác rồi lên đó là mới bỏ ra cho. Không phải là sâu lên như này. Đi lên không ạ? Hả hết đùi rồi. Cá đã hả? Chắc phải chốc xuống bậc như thế này. Bà mới đi đến đại đường chân. Đi ngang thôi, không đi được thẳng. Sợ lòng đen này. Cái gì? Ừ. Thank you.
chú béo mua những bánh là đặc sản về làm quà. Còn một vài chục mét thôi là chia tay hội chú hương một chân bạn của bà công ty bánh củ bài. Ngày hôm nay là cắt một tạ bánh mời ăn thử miễn phí bánh lo, em mời anh chị về của bạn ăn thử đây. Bánh củ bài này là ngon nhất chú hương, ngon hơn người yêu cũ của bà. Mời chị gái chị ơi. Bánh củ bài ngon lắm anh ơi. Một chân có bánh không anh ơi? Các cụ bà chán củ mai do lại đặc sản đấy. Trước là đói thì mới ăn củ mai. Đói ăn củ mai. Chùa trên bồng này hết đúng không? Ừ. Trên bồng gã đi rồi. Để ai đi thì đi. Chả ai đi được. Ai đi thì đi chứ. Hãy vào chùa đi. Vào đâu đi vào? Chỗ nào cũng vào. Chỗ nào cũng vào. Còn trong cái khe này nữa. Hai cái ngôi ngoài này, còn trong khe. Không. Ê, chứng nhận. Che đâu kiểu ơi. Chứng nhận là thật biết là chè, từ từ thôi. Che bố đưa đi ra chứng thư. Bằng. Bằng. Bằng của ai á? Dĩ nhiên. Đàn chó, nhà mơ thì lũ chó. Ôi trời ơi. Đàn chó. Đàn chó. Đây là bà. Ơ bà chào con. Giỏi thế con này. Con Leon lại đây cơ à? Cái bố mẹ con nó. Qua đây thấy cơ. À tận Ninh Bình à? Xa hết nha. Người đầy ngã. Đi từ sáng ra đây à cô? Đi qua. Đi qua. Dạ, yeah, hai bạn qua. Đang mỏi hết rồi đây. Nè, đi với ca. Dạ, con mặt thầy ca ơi. Đi ca một ca người. Hỏi con người con. Cái này không ai con. Nào, nó sẵn núi quê ra rồi chứ. Người con cũng rách.
Ơ, không được rồi, không được rồi. Câu gì đấy bác ơi? Bác ngồi câu rô phi à? Cố lên. Cố lên. Đấy có người ngồi gần động viên như này. Cố lên, không sợ, không sợ. Cố lên. Đấy. Mình hết rồi, không có ai nữa đâu. Cứ lên được là thắng chính mình rồi. Cái khó nhất là thắng mình, nó thắng người thì dễ. Mà dừng cuộc chơi thì không thể dừng được. Đến đây lại còn dừng cuộc chơi. Phải tiếp tục thôi. Thôi thì mất hết cũng được. Cứ hành trình. Nhọc. Chị em mình cứ cố lên. Cố đi, đi đoàn. Đi đi. Đi đi. Tiếp tục chơi. Đi đây đoạn xuống đường này. Ê Hương ơi. Hương ơi. Đây đi tí nữa mỏi lại vợ có. Phước nha. Ủa sao dốc này? Đây của dốc đứng đây gì? Đấy. Dốc nhất cái gì? Vâng. Dốc này em thua dễ, dốc này không bằng 1/10. Kia kìa, lên đỉnh núi kia kìa. Đừng dọa. Chùa Hình Bồng đấy. Cứ đi là được. Bạn cứ đi là được. Cứ đi đi xong rồi bỏ dần. Không phải dọa nó thực tế như thế nhỉ. Bỏ. Giờ đi hai chân một tí đi bốn chân. Đấy, trên đỉnh núi đấy. Thấy vượt lên đấy mà nó. Cái đấy nó chỉ có một nhịp thôi. Nó không có chiếu nghỉ đâu. Chị ơi, thằng Minh nó đi theo chú chưa? Ừ, để ý đó anh cái nhá. Báo đi từ từ, tí giờ ra gặp đấy. Ông Kiểm quay lại rồi. Đâu? Đi trước rồi sao mà? Ủa? Đi trước rồi. Quạt kéo tẩy lại. Mệt lắm rồi. Quạt đi thì đéo được. Mấy tấm cầu đi được. Chân 3 ngày vẫn đồ thành tối vào lại chân nhá. Nhận cả đôi luôn được. Bị chân. Đi Thanh Nguyên thì hôm vừa đoạn đi về. Rồi. Tối thì bảo ông thử ông nhận tân chân cho bốn người. Ông có nhận cho không? Có. Cho càng tốt. Con Nhật Đức. 3 hôm con chích chân. Tôi Huy cho đạt nó không biết đi hỏi Huy à. Đi còn đi nữa. Bà này tưởng mình trốn. Trốn. Nó bảo là đây là câu gì đấy, ngồi câu. Đây rồi. Đâu còn chỗ nào đâu. Đây rồi. Anh ơi, cố lên còn câu bạc này nữa thôi. Đấy còn nhịp cuối cùng này thôi. Cố lên. Nhịp cuối cùng này nó không cho mang máy quay lên. Thật, điêu cái gì? Lên. Nó không cho mang lên thì điêu cái gì? Anh không leo lên. Thế còn có mấy bậc? Nó không cho mang lên. Nào anh để đó chứ. Cái chùa này với cái đèn cửa võng nó không cho. Không ai lên đây. Có người lên đây này bảo không ai lên. Không là đội của bọn này cơ. Dám bảo không ai lên. Đây người lên đây cũng bảo không ai lên. Con ta. Con đông quá. Chân cút rồi hả?
Đấy còn mấy bậc này nữa này là xong rồi. Ngủ. Ui bố mẹ đi lên rồi mọi người. Đâu? Cái chính là trên này. Quân năm nay siêu thật đấy. Tôi thấy rồi. Chúng ta. Chúng ta đang đây là vào gần hết chỉ có mấy người không vào. Thế rồi đấy cửa đây rồi. Đứng đây nhìn thấy cửa chùa rồi đấy. Anh mở nhạc em hát luôn. Cứ đến chống ninh sôi. Anh mở rồi em tiếng hát. Bùm bùm. Quá toàn giá thử. Thôi rồi. Không rồi. Thôi hát giờ là nó về xế về chiều tối rồi đúng không? Lắng tỏa chiều lấy. Chiều tỏa lắng đôi bờ anh ơi. Gió lòng buông khói. Không có nhạc. Không phải không cần nhạc có như này đó. Anh hát để em cứ nghe. Để em cứ nghe. Thế là ơi ơi. Ông bơi cả tối. Đúng cả tất cả các gãi lông ba con cùng béo giật lắm. Anh thử mở đây em hát, anh cũng mở nhạc em hát, không phải tên tuổi gì ạ? Em hát người thể em hát anh em trên bát ngát trăm hoa đua lờ đuôi bảy chú đua chơi à. Chim bay phất phới mọi lời cá leo ngược ý đường quê quay vòng trên rừng trồng gió rung phao bát cứ linh thường bao che leo sông kia dòng hương trước để treo veo ý à. Vui như hội mày. Sông Hương nước chảy trong veo, thuyền xuôi thuyền ngập ý. Gió reo hò vang từng tiếng. Cười gì mày à? Đi đã.
nào lên này tôi đẩy đây. Đông này em lên trên người. Thế lại ông ba thế lại gần thế đấy. Ông ba chị em mình vẫn mê đúng không? Mê đông cái áo này. Thế chủ nhật mê. Chị đang phải không trên em mua cái cô lại đà đang bảo chị bắt buộc chính người mà ra đấy à? Cô buổi này em mê sáng ra đã nước được cái này mà. Vào đây qua đây mới vào được. Hôm qua mình đi chân mà. Hôm nay hai học trần ha. À mới làm mấy gì thì là biết hơn. Đang căn cước đây là căn nhân này đến cao ấy. Cái đoạn căn cước đến 180 nghìn. Thế bây giờ lại bảo bây giờ lại cần làm lại. Chắc không làm lại phải. Không, bây giờ phải làm lại chứ. Phải làm. Phải làm lại. Làm có chi ta đến chí bệnh là nó không theo khẩu nữa. Số mấy tuổi là công an đã bảo số mấy tuổi là mình cần làm mỗi năm. Mình đây rồi, không phải chú có ngoài không ngồi giờ điều gì chụp lắm. Nhưng mà của chị không phải đổi nữa thì hả? Không phải đổi nữa. Bọn chúng em chưa chú ngươi. Thế mà bây giờ em nó cũng chả làm không, nhưng mà chả làm nó giả rồi chết làm thế. Ông làm là đi đâu chết, cũng không có báo tử thế thì hả? Không phải đổi nữa. Không phải đổi nữa. Hả? Dạ. Đàn nào tàn mũ vàng mà phải lôi cái đàn nào như mũ vàng thì nhận thế cả. Phải cho đi mà lấy quản lý đâu cái đàn đấy. Quảng cáo hết tiền nhau đúng không? Hôm nay quay xuống đúng không? Đông xuống. Không quan tâm lại tối qua ở biết mất đâu mà mấy. Đâu có người gọi điện. Có người gọi điện, nó không gọi cho mà mày biết. Gọi điện đúng không? Gọi điện đúng không? Người ta đi vào trong ấy, mình đi hôm qua rồi vào đây. Thì đang thang máy biết là bạn. Tao ở đây là thì mình ngon được không? Hôm nay chắc là vào là không chen được vào nữa. Trời mạng nhớ. Mà vẫn đi ăn lên hương bào. Anh nhỉ?
Được, ông thử ông kéo thế này leo lên đỡ không phải leo mới. Được. Ông Phượng ông bảo hôm qua ông Cao dẫn bà đi hôm nay bà tươi. Hôm qua em chê kia không em đái không leo mồm nhá, hôm nay dám em. Các bạn chê bà rất nhiều thân lắm. Nói ra rồi. Chẵn thôi. Vâng, các bác vừa kiện nhỉ thì lại đổi lại cho các cháu các em nào. Đi đi. Các bạn đang trình ngay các bác nào. Có mặc cái này để trống. Lên trên kia đi cao. Có bờ có cái gì hiểu đấy à. Lấy tiền gì bác? 1.000. Vâng. Thôi thành trăm thế rồi. Có bác nào thiếu đổi đi các bác các chị ơi. Đấy, 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 giày này chết rồi. Giày này nó bóp chân. Phải chứ cái bà này chắc chắn được. Chắc được. Chân đất. Chân đất. Nó có lưỡi cho cái bà không ạ? Chân đâu đẹp. Nhìn đâu đẹp mua. Huy. Con hoa nhiều vậy cơ à? Con hoa à? Con hoa à? Em ba chân này chống gậy vào thấy chung. Này mà không đi thì chết tiếc đúng không? Giống cây đi ngoài thật. Nhưng mà lá là đầu dưới lại không mốc mốc. Có cái gì ấy thì nó lại có. Chị ơi có phải không? Chị ơi thì giống như là nó phải dài hơn á. Vào đây, vào
Dồn lên đi. Không sao, ở chân dài cũng không muốn vào trong phải. Ủa trên này nó phải lớn bye bye đi. Đi lên là tháo xích đây. Lên đi.